Chào các em. Chúng ta học bài tính từ tiếp theo của tuần 12. Từ vào câu. Phần 1 nhỏ nhận xét, một lớp mã nhận xét. Bài 1. Đặc điểm của các sự vật được miêu tả trong những câu sau khác nhau như thế nào? A. Tờ giấy này trắng. B. Tờ giấy này trăng trắng. C. Tờ giấy này trắng tinh. Ta thấy là đặc điểm của các sự vật này. Ở đây thì đặc điểm sự vật đây là tờ giấy đúng không? Đặc điểm của nó là ý A này là trắng. Còn ý B này, đặc điểm của tờ giấy là trăng trắng. Còn ý C, đặc điểm của tờ giấy là trắng tinh, đúng không? Ta thấy là ở đây nó khác nhau ở đây, ở điểm nào? Khác nhau ở đây là từ trắng, từ trăng trắng và trắng tinh, đúng không? Nó khác nhau. Từ trắng thì ta thấy là cái mức độ là nó bình thường. Này, nó ở cái mức độ, cái đặc điểm này, nó ở cái mức độ bình thường, đúng không? Còn trăng trắng, ta thấy là đây là cái từ lái. Và cái từ lái này, trăng trắng nghĩa là nó hơi trăng trắng thôi, đúng không? Nó ở cái mức độ thấp, thấp hơn là cái mức độ bình thường, thấp hơn là mức độ trắng, đúng không? Thì trăng trắng thôi. Như vậy ở cái từ trăng trắng này, nó là cái mức độ bình thường, mức độ thấp. Đấy, mức độ thấp. Và từ trăng trắng này là cái từ ghép. Và ta thấy là trắng tinh. Trắng tinh này nó lại cái mức độ cao hơn cái trắng và trăng trắng, đúng không? Trắng tinh nó ở cái mức độ cao hơn. Và nó ở cái mức độ cao. Trắng tinh có nghĩa là rất là trắng, trắng hơn cả cái trắng này, đúng không? Thì nó ở mức độ cao. Như vậy ta thấy là các cái từ chỉ đặc điểm của cái tờ giấy này nó ở ba cái mức độ khác nhau. Mức độ bình thường, mức độ thấp và mức độ độ cao. Nó khác nhau ở mức độ. Chúng ta thấy là cái từ trăng trắng này nó lại là cái từ lái, còn từ trắng tinh là cái từ ghép. Bài thứ 2. Trong các câu dưới đây, ý nghĩa mức độ được thể hiện bằng những cách nào? Tờ giấy này rất trắng, tờ giấy này trắng hơn, tờ giấy này trắng nhất. Cái mức độ nhé, ý nghĩa mức độ đấy, được thể hiện bằng cách nào? Đây có thấy có cái từ chỉ tính từ là từ trắng, đúng không? Đây cũng là trắng, đây cũng là trắng, tính từ trắng, đúng không? Nhưng đây là rất trắng, còn đây là trắng hơn, trắng nhất. Thì cái từ chỉ mức độ ở đây là từ rất, rất đây là từ chỉ mức độ. Ta đã thêm cái từ chỉ mức độ này vào trước cái tính từ trắng này để tạo ra cái từ rất trắng, cho thấy là tờ giấy này trắng hơn bình thường, đúng không? Như vậy ở đây ta đã thêm cái từ rất này vào trước cái tính từ này. Và ý nghĩa mức độ được thể hiện bằng cách là thêm từ rất vào trước cái từ trắng. Ở đây ta thấy đặc điểm tính chất của nó, tính từ là từ trắng, đúng không? Ta đã thêm từ hơn vào sau từ trắng để tạo ra cái sự so sánh trắng hơn mức độ bình thường, đúng không? Trắng hơn cái mức độ bình thường. Như vậy ở đây ta đã thêm cái ý nghĩa mức độ này. Ý nghĩa mức độ được thể hiện bằng cách là tạo ra cái phép so sánh với từ hơn. Ta đã thêm cái từ chỉ sự so sánh vào đằng sau cái tính từ đó, đúng không? Và ý C này, tờ giấy này trắng nhất, trắng nhất. Cái ý nghĩa mức độ này được thể hiện bằng cách là tạo ra cái phép so sánh với từ nhất. Ta đã thêm cái từ nhất vào sau từ trắng này để tạo nên sự so sánh ở mức độ cao nhất, đúng không? Đấy. Còn trắng hơn này thì nó tạo ra sự so sánh trắng hơn ở cái mức độ bình thường thôi. Còn đây là tạo ra cái sự so sánh ở cái mức độ cao nhất. Như vậy ta thấy ở cái bài tập 1 và bài tập 2 thì ta biểu thị cái mức độ đặc điểm tính chất của cái sự vật bằng cách là ta đã thêm, đúng không?
Tập thêm. Mấy A này, ở bài 1 này là ta đã từ trắng này, từ trắng trắng đúng không? Ta đã tạo ra một cái từ ghép. Từ ghép, từ lái. Đây, hoặc từ ghép đúng không? Với cái tính từ trắng đã cho. Đấy, còn ở bài này thì ta thấy là ta đã thêm các từ rất này, từ hơn này, từ nhất này vào trước này đúng không? Vừa vào sau cái từ từ trắng này và sau cái tính từ đó đúng không? Để tạo và với ý B với C này ta cũng tạo ra cái cách so sánh hơn này, nhất này đúng không? So sánh hơn, so sánh nhất. Đấy. Vậy thì chúng ta có cái phần ghi nhớ như sau. Có một số cách để thể hiện mức độ của đặc điểm tính chất như sau. Một là tạo ra các từ ghép hoặc từ lái với tính từ đã cho. Như ở bài tập 1, đúng không? Như ở bài tập 1 này. Ok, thứ hai là thêm các từ rất quá lắm vào trước hoặc sau tính từ. Rất quá lắm vào trước hoặc sau tính từ như A này, đúng không? Hay là tạo ra các phép so sánh. Ví dụ như ý B và ý C. Đấy, tạo ra các phép so sánh. Ý A là ý B là phép so sánh hơn, ý C là phép so sánh hơn nhất, đúng không? Ở đây, thêm các từ quá lắm, rất quá lắm vào trước tính từ. Ví dụ ở đây có thể thêm là trắng quá đúng không, vào sau, trước hoặc sau trên tính từ trắng này, nó có thể nói là từ trắng quá đúng không, hay là trắng lắm. Đấy, chúng ta sẽ làm phần bài tập luyện tập. Bài tập 1, tìm những từ ngữ biểu thị mức độ của đặc điểm tính chất được in nghiêng trong đoạn văn sau. Tìm những từ ngữ nhé, từ ngữ, những từ ngữ biểu thị mức độ, biểu thị mức độ của đặc điểm tính chất, những từ ngữ biểu thị mức độ. Đã thấy là đặc điểm, các từ chỉ đặc điểm tính chất ở trong cái đoạn này đó là hoa cà phê thơm, thơm là từ chỉ đặc điểm đúng không, đặc điểm tính chất nha. Từ thơm này nữa đúng không, trong, ngà, trắng ngọc, và từ trong và từ trắng này cũng là từ chỉ đặc điểm tính chất. Trắng, ngà, ngọc, từ trắng này cũng là từ chỉ đặc điểm tính chất. Đẹp hơn thì từ đẹp này cũng là từ chỉ đặc điểm tính chất. Lộng lẫy, tinh khiết là từ chỉ đặc điểm tính chất. Như vậy ở cái từ in đậm này, đây này, thơm, thơm, trong, trắng, trắng, đẹp, lộng lẫy, tinh khiết là những từ chỉ đặc điểm tính chất, tôi chính là các tính từ đúng không, nó là các tính từ. Vậy thì những cái từ ngữ biểu thị mức độ của cái tính từ này là gì? Người ta nhìn vào đây ta thấy là hoa cà phê thơm đậm, vậy từ đậm này, đậm và ngọt, thì từ đậm này là từ chỉ cái mức độ của tính từ, từ thơm này, và ngọt nữa cũng là chỉ cái mức độ của tính từ thơm này. Vậy là ta có từ đậm và từ ngọt là từ chỉ biểu thị mức độ đúng không? Tiếp theo đây có tính từ thơm, vậy thì thơm lắm thì từ lắm là từ biểu thị mức độ. Thơm như nào, thơm lắm đúng không, biểu thị mức độ của thơm đúng không? Trong, ngà, trong, ngà, trắng ngọc và ngà. Ngà đây là biểu thị mức độ của trong, ngọc là biểu thị mức độ của trắng. Trắng, ngà, ngọc, trắng, ngà, ngọc. Ngà ngọc đây cũng là từ chỉ, là từ ngữ biểu thị mức độ của từ trắng. Đẹp hơn, đẹp hơn, từ hơn là từ biểu thị mức độ của từ đẹp. Lộng lẫy hơn, vậy từ hơn này cũng là từ chỉ mức độ của lộng lẫy. Hơn đây nữa cũng là chỉ mức độ của tinh khiết. Tinh khiết như nào, tinh khiết hơn đúng không, nó là cái mức độ cao. Đấy, như vậy thì ở bài này những cái từ ngữ biểu thị mức độ của đặc điểm tính chất đó là các từ đậm, ngọt, lắm, ngà, ngọc, ngà ngọc, hơn, ba từ hơn. Đấy, là những từ chỉ đặc điểm tính chất, là từ chỉ mức độ của đặc điểm tính chất, biểu thị cái mức độ. Chúng ta xong bài thứ hai. Bài số 2 là hãy tìm những cái từ ngữ miêu tả mức độ khác nhau của các đặc điểm sau. Đỏ, cao, vui. Ta có các đặc điểm là đỏ, cao, vui. Hãy
tìm những từ ngữ miêu tả mức độ khác nhau. Ở đây, ta dựa vào cái phần ghi nhớ là ta có một số cách biểu hiện, thể hiện cái mức độ của đặc điểm. Đó là, thứ nhất là cách một là tạo ra các từ ghép hoặc từ lái với các từ đã cho. Vậy ta sẽ dựa vào cách thứ nhất này, là tạo ra các từ ghép hoặc từ lái với các từ đã cho. Ví dụ như từ đỏ này. Từ đỏ này, ta làm cách thứ nhất đó là tạo từ ghép hoặc từ lái với cái từ đỏ này. Thì ta có là đo đỏ. Hay là đỏ rực. Từ ghép đấy, đúng không? Đỏ chót. Từ ghép đây. Đỏ. Đỏ thắm. Đỏ chói. Hay đỏ sậm chẳng hạn. Đỏ sậm hay đỏ sẫm cũng được. Đỏ sẫm. Đấy. Đỏ vân vân. Với cái từ cao này, chúng ta cũng tạo ra các từ ghép từ lái với cái từ cao này. Ví dụ như là cao. Cao cao chẳng hạn. Từ lái này. Cao vút. Từ ghép. Cao chót vót. Hay là cao. Cao vời vợi. Cao vời vợi đúng không? Cao vời vợi. Vâng. Với từ vui này, chúng ta cũng có thể thêm những cái từ ghép từ lái và tạo thành các từ ghép từ lái, đúng không? Tạo ra các từ ghép từ lái với cái từ vui. Ví dụ vui vui. Vui vẻ. Hay là vui mừng. Vui sướng. Hay là mừng vui. Vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ làm cách thứ hai. Cách thứ hai đó là ta thêm các từ rất quá lắm vào trước hoặc sau tính từ. Vậy ta sẽ thêm rất quá lắm vào sau cái từ đỏ này. Ta sẽ có rất đỏ, đúng không? Hay là đỏ quá. Quá đỏ. Hay đỏ vô cùng. Đấy. Vân. Cao. Rất cao. Cao quá. Cao lắm. Đó, vâng. Hay là vui quá. Rất vui. Vui lắm. Và cách thứ ba đó là gì? Ta tạo ra các phép so sánh. Ví dụ đỏ nhất, đúng không? Đỏ nhất. Đỏ hơn. Hay đỏ như son chẳng hạn. Hay là đỏ hơn son, đúng không? Đấy, tạo ra các phép so sánh này. Cách
cách thứ hai là cái thứ hai là từ cao, ví dụ là cao hơn. Cao nhất, cao như núi. Đấy, vâng. Vui hơn, vui nhất, vui như Tết. Hay là vui như được mùa, đúng không? Rất nhiều cách. Vui như Tết, vui hơn Tết, đúng không? Đấy, vân vân. Tiếp theo, bài 3. Hãy đặt câu với cái từ ngữ em vừa tìm được ở bài tập 2. Ví dụ với từ đỏ, chúng ta có thể đặt một câu với từ đỏ. Ví dụ hoa phượng. Đỏ rực cả một góc trời. Hay là với từ cao, với từ cao, với từ cao, cao chót vót này đi, đúng không? Ngọn núi cao chót vót. Ngọn núi cao chót vót. Hay là với từ vui, và với cái từ vui thì có từ vui như Tết chẳng hạn, đúng không? Vui như Tết chẳng hạn. Ví dụ là hôm nay vui như Tết.